bằng bánh nè. Rồi tôi trả bánh. Rồi bán đi hai quả cam coi. Bán đi hai quả cam đi. Lấy cho tôi hai quả thơm đi. Thơm mà. Nè tôi trả bằng bánh nè. Lấy cho tôi hai quả dâu đi. Bán cái hai quả dâu. Bán cho bạn hai quả dâu đi. Rồi mình biết rồi, bán hai quả dâu đi. Bán hai quả dâu nữa. Con ăn đi là gớm quá. À, miếng nhiễu ghê quá. Bán cho hai quả dâu đi. Giỏi quá. Rồi dâu hư rồi tôi trả lại, tôi không lấy nữa. Bán tôi hai củ cà rốt đi. Bán hai củ cà rốt. Hai củ cà rốt ok đâu. Sai rồi. Ok. Rồi. Mua gì nữa? Lấy tôi hai quả cà tím đi. Không có. Cà tím đâu?